Cái này cho thuê là 2 triệu rưỡi nhá, quý cô chú anh chị và các bạn. Việc giới thiệu quý cô chú anh chị và các bạn là hiện tại Việt đang ở Tố Hữu Hà Đông. Đây. Hôm nay Việt sẽ gửi tới quý vị cũng như các bạn những hình ảnh. Những hình ảnh rất là đẹp tại đường Tố Hữu. Những cây đào cây đào này đẹp quá. Cây đào này có cả quả. Đấy, quý cô chú anh chị và các bạn thấy không? Đấy. Các anh trồng rất là khéo. Anh đang chốt. Mời quý vị và các bạn vào đây chiêm ngưỡng cái thế đào rất đẹp. Đẹp quá. Ui giời, các anh chồng. Quá đẹp. Quả nhiều. Cái cây như này thì bao tiền không anh nhỉ? 4 triệu ạ. Ôi thế cũng rẻ nhỉ. Vâng. Cây này là 4 triệu giá cho thuê nhá. Quý vị. Rất đẹp. Hôm nay nắng quá nên mình thấy những bông đào cũng hơi táp táp. Hai chị thấy cảnh đào đẹp quá cũng ra đây để lưu lại những kỷ niệm. Rất đẹp. Việc thấy giá đào ở đây thì cũng rẻ. Ok, rồi em cảm ơn anh. Đẹp quá. Cây này bao nhiêu anh? Vâng, rồi em cảm ơn anh. Ok, rồi ạ.
Đấy, vâng. Vâng. Quay hết các cô đi sắm Tết, đi chợ Tết. Cây, cây này 2,6 triệu cho thuê nhá. Quý vị cũng như cô chú. Cây này gói thân này. Gói thân độc. Rồi là bọn em là chốt chấu với cả thân hết rồi. Mời quý vị và các bạn hôm nay chiêm ngưỡng cận cảnh vận chuyển những chậu đào. Hiện tại vì đang ở Tố Hữu Hà Đông. Tấp lập. Đây mà 5 người. Đấy. Nhẹ nhàng. So với trên phố thì việc thấy ở dưới đông rẻ. À, các anh thiết kế cái xe là khóa vào có ốc xoáy vào cái là đấy. Không khí ở trên kia Việt thấy cũng tấp nập. Em này nhờ xem 1-2 phút này. Em cảm ơn. Mời quý vị cũng như các bạn nên chiêm ngưỡng những cành đào ở đây. Việt hỏi giá theo nào giá ở đây. Thấy những mông đào ở đây thì không to bằng ở Nhật Tân. Các anh chị đang cầm chị mua bao tiền đấy ạ? Dạ. 300. Vâng, em cảm ơn. Rẻ. 300 mà nụ nhiều, khoảng 5 ngày sau thì nó nở đẹp lắm. Vâng. Hôm nay thì cảm giác nó chưa nở nhiều. 300. Không khí rất là nhộn nhịp. Đây. Anh vừa mua được cành đào đây, Việt sẽ tới Việt hỏi giá. Anh mua cành đào này bao tiền đấy ạ? 50 hả? Vâng, em cảm ơn anh nhá. Vâng. Nụ to. Cành này là 50.000. Vâng, rồi. Nụ nhiều, Việt ra Việt thấy ở đây nụ nhiều. Hoa thì có thể không to bằng ở trên phố. Ở đây, các chị cũng đang chuẩn bị để bán này. Cành đấy chào giá bao tiền chị gái? Này 500 anh ơi. Vâng, đẹp nhờ. Livestream mà anh. Không. Quay. Ôi chị ơi rơi rồi. Không khí Tết ở đây thì đến rất gần rồi. Ba trăm. Cái này nụ nhiều lắm. Ba
Rồi, xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Lần đầu quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube. Chúc quý vị cũng như các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn ở các video tới.